để mẹ nói cho mà nghe. Làm thế nào để trở thành một con mèo vào? Đó là tìm một chiếc xe hơi có mùi mèo và nhảy vỗ nằm chờ thôi. Chiếc xe hơi có mùi mèo sẽ có hai khả năng. Một là chủ của nó là một con sen chính hiệu. Hai là xe của miêu tập. Và với linh cảm của một con mèo, tôi đã chọn đúng xe của con sen. Liều thì ăn nhiều, không liều thì ăn ít. Ưu điểm của một con mèo thành công là bị đen đi triệt sản. Hồ lộn là từ bỏ liên xỉ mà đeo bám thật chắc những người sẽ hầu hạ mình. Day 2, day 3, day 4. Từ lúc sinh ra đến giờ lần đầu mới được tắm nước ẩm với thơm vậy à? Nói chung là chịu nha. Nice. Đây là lúc mới về, bởi mới rứt sữa thì đi bụi ngoài đường luôn. Ăn uống bên ngoài nó diet theo thì lắm, nên thân hình hơi gầy một tí. Quá, sau 10 ngày nè, có ai nhận ra tuổi hồng? Tôi còn không nhận ra nổi mình nữa. Vừa trắng, vừa thơm, đẹp trai 10 điểm. Ba mẹ nào giàu có, cần tìm một thằng con ăn bám sĩ liên hệ cà phê mèo cắt phê ngay nhé. Dù ba mà có giàu cỡ nào con cũng mãi yêu. Thôi, mày đừng có bốc quét.